tại trạm dừng xe bus, một chàng trai đang đứng xếp hàng. Đúng lúc này một cô gái xinh đẹp bước tới, anh chàng ngay lập tức bị cô nàng thu hút. Cô gái không chỉ thu hút được anh chàng mà là toàn bộ ánh nhìn thèm khát của mọi đàn ông xung quanh. Không chỉ bởi vì quá xinh đẹp mà còn do thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy. Thật đúng là quyến rũ chết người mà. Người ta thường nói, đàn ông trưởng thành sẽ không nhìn vào khuôn mặt, thứ họ để ý chính là tâm hồn to tròn đầy đặn cùng với cặp đùi trắng nõn dài mênh man này đây. Cô gái này lại rất thích đọc sách, thậm chí khi đã lên xe bus, đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi quyển sách trong tay. Cho nên, cô nàng hoàn toàn không phát hiện tất cả đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Người ta thường nói con gái ngực to thì não phẳng, nữ chính Mi Jeon của chúng ta chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù có thân hình quyến rũ gợi cảm nhưng não của cô ấy có vẻ hoạt động không được tốt lắm, lúc nào cũng ngơ ngơ ngốc ngốc trông rất dễ thương. Hôm đó Mi Jeon đến một công ty bất động sản phỏng vấn xin việc, HR và ông chủ vừa nhìn thấy cô ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào cặp đùi và đôi đảo tiên lượn lờ trước mắt. Chỉ cần đà đủ lớn là năng lực đủ nhiều. Ông chủ và HR vừa nhìn thấy Mi Jeon liền lập tức cười toe toét, thông báo cô đã được nhận. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào. Ông chủ nhanh chóng đứng lên giới thiệu, đây chính là Ara, nhân viên xuất sắc của công ty, bảo cô sau này hãy theo cô ấy học hỏi. Là một nhân viên mới vào nghề, lại có thể được đàn chị xuất sắc dẫn dắt, Mi Jeon đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Tối đó, cả hai cùng nhau đi ăn tối. Mi Jeon không ngừng kể cho Ara nghe về những rắc rối mình gặp phải. Cô hỏi Ara, tại sao đàn ông cứ thích nhìn chằm chằm vào cơ thể cô vậy? Cô rất khó chịu, như thế này sao cô có thể chú tâm làm việc được? Ara nghe xong liền bật cười, nói, đồ ngốc, thu hút được sự chú ý của đàn ông chính là lợi thế vốn của em. Sau này trong công việc nó sẽ giúp em rất nhiều. Mi Jeon là một cô gái nhỏ ngốc nghếch ngọt ngào, không hiểu hết những lời Ara nói, cho nên khi về đến nhà lấy sách ra đọc, cô ấy vẫn không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, Mi Jeon chợt phát hiện ra có ai đó ở trên lầu phía đối diện dường như đang nhìn trộm mình. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng khi nhớ lại những gì Ara đã từng nói rằng người ta nhìn mình là bởi vì mình có thứ người ta muốn. Vì vậy, Mi Jeon lại nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra. Dù sao cô ấy cũng đã sống quen với những ánh mắt soi mói của đàn ông, muốn nhìn thì bà đây cho nhìn đủ luôn. Chỉ là Mi Jeon không biết rằng, người đàn ông đối diện không chỉ nhìn trộm cô, mà còn dùng máy ảnh có chế độ zoom cực nét chụp trộm. Ngày ngày mặc váy ngắn cũng cỡn, áo khoét ngực sâu hoắm rồi lại ngốc nghếch hỏi tại sao đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Mi Jeon rất nỗ lực chăm chỉ làm việc, nhưng dù có nỗ lực thế nào thì sau hơn một tháng làm việc cô ấy vẫn chưa chốt được căn nào hết. Điều này khiến Mi Jeon cực kỳ chán nản. Rõ ràng bản thân cô mọi phương diện đều không thua kém ai, tại sao lại không được chứ? Hôm đó có một khách nam đến công ty muốn mua nhà. Ông chủ vì muốn để Mi Jeon học hỏi thêm kinh nghiệm liền sắp xếp cho cô cùng với Ara đi tư vấn. Nhưng sau khi đến nơi, Mi Jeon làm cách nào cũng không liên lạc được với Ara và khách hàng, vì vậy cô ấy tự mình đi lên lầu. Sau khi mở cửa đi vào căn hộ, Mi Jeon bất chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng tắm. Cô cẩn thận từ từ bước tới kiểm tra. Hóa ra Ara đang cùng với khách hàng vận động kịch liệt bên trong. Mi Jeon đứng ngoài chứng kiến tất cả cực kỳ kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là lý do khiến Ara trở thành nhân viên xuất sắc, chốt đơn nhanh nhất công ty? Lẽ nào muốn bán được nhà phải dùng thân thể thỏa mãn khách hàng sao? Sau khi trở về nhà, hình ảnh thắc loạn của Ara và nam khách hàng ở trong phòng tắm không ngừng hiện lên trong tâm trí Mi Jeon. Bất kể đi đến đâu cô cũng nhìn ra cảnh tượng đó, khiến Mi Jeon có chút mệt mỏi. Cô kéo mở rèm cửa, muốn hít thở không khí trong lành để điều chỉnh tâm trạng. Nhưng cảnh tượng buổi chiều đó thật sự quá nóng bỏng rồi. Mi Jeon cởi bỏ quần áo leo lên giường định tự mình nghiên cứu chút. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại phát hiện bóng người trên lầu đối diện vẫn còn đứng đó. Cô đứng dậy muốn kéo rèm và kết quả lại trượt chân ngã thẳng xuống giường. Người đàn ông phía đối diện thấy vậy không hề do dự ngay lập tức cầm máy ảnh lên và bấm chụp. Ngày hôm sau, Mi Jeon đi làm như thường lệ. Vừa đi đến cửa công ty, cô bất ngờ bắt gặp người đàn ông ở cùng khu phố. Anh chàng cũng giống với Mi Jeon rất thích đọc sách. Trong chớp mắt, Mi Jeon giống như trúng tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải biết rằng trong cả xã hội hiện đại xô bồ này, việc đọc sách đang dần trở thành một điều xa xỉ. Gặp được người có cùng sở thích lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa anh chàng này trông cũng khá đẹp trai đó chứ. Mi Jeon nhìn mà không chớp mắt, cô theo dõi quan sát nhất cử nhất động của anh chàng. Anh chàng cực kỳ thích đọc sách, đi bộ trên đường ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi quyển sách trong tay. Mi Jeon cứ thế bị đắm chìm trong vẻ đẹp tri thức này. Cô chủ động để lại giấy nhắn cho anh chàng, nói ở nhà cô không những có sách phiên bản giới hạn mà còn có cả video full hướng dẫn 1080. Anh chàng sau khi đọc xong lời nhắn khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Ngày hôm sau, khi Mi Jeon chuẩn bị đi làm, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên mặt đất, bên trên ghi: phiên bản video hướng dẫn tôi cũng có, còn dư một vé live show trực tiếp, cô có muốn cùng tôi đi xem không? Căng tê. Mi Jeon đọc xong cực kỳ phấn khích, không ngờ anh chàng căng tê đó lại đáp lại lời nhắn của mình, càng không ngờ là anh chàng còn biết cô ở đâu. Như vậy xem ra, người đàn ông đối diện luôn nhìn trộm cô mỗi ngày chắc hẳn là căng tê, đúng không? Ngày hôm sau, Mi Jeon cùng Ara đi gặp khách hàng, cô dè dặt hỏi Ara, doanh số của cô tốt như vậy có phải là bởi vì kỹ thuật tốt không? Ara vừa nghe liền hiểu Mi Jeon muốn nói gì,
chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy rồi sao? Ara bình tĩnh hỏi lại Mirion, cô có từng nghĩ rằng bản thân sống trên đời là vì cái gì không? Sống một cuộc sống bình thường không có gì thú vị, hay là cuộc sống công thành danh toại? Mirion mỉm cười trả lời, cô cảm thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là nhận ra giá trị của bản thân. Đúng vậy, Thượng Đế ban cho họ nhan sắc và vẻ đẹp không chỉ là để cho đàn ông ngắm nhìn, mà là một lợi thế tuyệt vời cho họ thêm cơ hội. Có thể kiếm tiền, có thể khiến bản thân vui vẻ, vậy thì tại sao lại không lợi dụng điều đó chứ? Ara nói tiếp, tôi tin rằng chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ nhất định sẽ có ngày sẽ thành công. Mirion ngây thơ hỏi lại, chính là cái lúc chị cùng với khách hàng nam ở trong nhà tắm 20 đó sao? Ara chỉ mỉm cười nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ẩn ý. Sau khi trở về, Mirion để lại lời nhắn cho Kang Tae, cô đồng ý với lời mời của anh. Không ngờ Mirion vừa để lại lời nhắn xong, không lâu sau đã nhận được thư hồi đáp, thời gian lúc nào cũng có thể, nhưng cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Mirion đọc xong liền bật cười, sau đó cô ngồi trước cây đàn nhỏ của mình bắt đầu chơi một bản hòa tấu. Tiếng đàn của Mirion đúng là say đắm lòng người. Mà lúc này người đàn ông ở tòa nhà đối diện đang đem ảnh đã chụp trộm của Mirion đăng hết lên vòng bạn bè. Nghe thấy tiếng đàn truyền đến, anh ta lập tức nhấc máy quay. Chỉ là Mirion hoàn toàn không biết là người đàn ông này căn bản không phải Kang Tae mà cô thầm thương trộm nhớ. Ngày hôm sau khi ngồi trên xe bus đi làm, Mirion tình cờ gặp được Kang Tae. Mặc dù hai người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả. Ara đến đưa khách đi xem nhà thì lại đen đủi đụng phải một tên khách biến thái. Hắn ta không những giở trò với cô còn ra tay đánh đập tàn nhẫn, kết quả Ara trực tiếp bị đưa đến phòng cấp cứu. Mirion nhận được tin lập tức vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Ara yếu ớt nằm trên giường bệnh, Mirion như chịu một đả kích rất lớn. Cứ tưởng có thể nắm giữ đám đàn ông trong tay trêu chọc theo ý mình, cuối cùng lại nhận được hậu quả ngoài sức tưởng tượng. Mirion nhất thời như bị mất phương hướng, cô không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, nên tiếp tục hay dừng lại. Ngày hôm sau Mirion bỗng trở thành người nổi tiếng, ngay cả những người khuân vác ở tầng dưới cũng đang thảo luận sôi nổi. Trong khu phố của họ có một cô gái rất nóng bỏng, thân hình quyến rũ trắng trẻo mịn màng. Mirion nghe thấy những lời này ngay lập tức phát hoảng, đến lúc này cô mới hiểu ra bản thân trong lúc vô tình đã trở thành gái khiêu dâm trên mạng. Mirion hoàn toàn sụp đổ, cô đau khổ chạy về nhà xé tan quyển sách minh chứng cho tình yêu của cô và Kang Tae. Đúng lúc này cô lại bất ngờ nhận được lời nhắn của Kang Tae, đọc xong liền cảm động bật khóc. Hóa ra mọi chuyện là cô tự mình hiểu lầm. Mirion vội vàng đi đến cửa sổ, kéo mở rèm cửa nhìn chằm chằm vào phòng của người đàn ông đối diện, sau đó mở cửa chạy một mạch ra ngoài đi tìm Kang Tae. Hai người gặp nhau cảm xúc dâng trào lập tức ôm chầm lấy nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xem hết phim, tôi thật sự muốn hỏi các bạn một chuyện, nếu như bạn là một người môi giới, xem phòng rồi giao lưu kỹ càng cùng với khách hàng, đến cuối cùng mà họ không mua thì phải làm sao? Vấn đề này có vẻ khó nghĩ đây. Cuộc đời không gì là không thể, khi bạn bỏ ra thứ gì đó thì rất có thể sẽ mất luôn thứ đó. Cố gắng phấn đấu từng bước một mới có thể bước tới thành công. Hãy comment cảm nhận của bạn về bộ phim nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!